Cửa hàng Đông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341470. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Em quay cho mọi người nè. Chiều ngày hôm nay em có về một lô máy máy cưa, một lô máy cưa nha. Đó, có bộn bề đủ quá. Rồi thêm máy cắt cỏ nữa, máy cắt cỏ các dòng đại loại luôn. Đây. Đó, có Honda GS35 này. Rồi thêm Honda GS25 này. Đó, có nhiều nhiều dòng lắm, Maru này. Đó, ở trong đó nữa mọi người. Ngày mai Phúc Luân soạn ra bán cho mọi người nhé. Thì clip chính ngày hôm nay Phúc Luân muốn bán cho mọi người là những cái con máy cưa. Thì mọi người xem được thì mọi người lấy ha. Đấy. Thì ở bên đây em cũng còn được mấy con này. Đó, mấy con cưa hàng Tây Cục, hàng bãi Trung Quốc xuất Nhật này. Giá em bán là 1,50 triệu một con nhé, 1,50 triệu. Thì mọi người muốn mua bao nhiêu con cũng được hết. Đó, em bao hơi lửa ha. Và mọi người tự làm nổ này. Đó, 1,50 triệu con. Đây. Đó, em còn hai ba con này. Đấy. Này, con này là con Makita này. Con này hàng bãi nhá, hàng bãi về em chưa dọn rửa nữa. Thì mọi người xem được con nào thì mọi người lấy con đó. Đây, Etin 170C nè mọi người. Đây, con này cũng mới về ha. Đấy, Trung Quốc, Tây Cục Trung Quốc xuất Nhật này, cũng con rất là mới luôn. Bên này cũng vậy nha. Đấy. Tây Cục ha. Đây có Echo này, Echo Kirit V3007 nè. Rồi Ryobi nè mọi người. Đó, nhiều dòng lắm ha. Superman này. Có Makita này. Makita này là Makita lớn nha. Đó, có G3 3007 sao ạ? Rồi Siwa 355 này. Rồi mấy cưa Makita Tây Cục này, con này nhỏ gọn lắm này. Đó, con này nhỏ gọn này. Đấy. Rồi Tanaka này. Đó, Tanaka ha. Rồi, có mấy cái cục máy muốn bán cho mọi người nè. Có cái con Mitsubishi 170 này, con này mới lắm nè. Đó, con này bán cho mọi người đó. Cục này này. Bố con rồi, nói chung là hơi hám còn ngon lành hết. Đó, bán cho mọi người 1,650 triệu nha. Cục này ha, Mitsubishi 170 nè, 1,650 triệu nè. Đấy. Rồi có mấy cái đầu máy nữa nè. Có đầu máy Maru này, Shingu, đầu máy này Shingu 3000 nha. Đầu máy này, đầu này chắc 36 ly á, 36 ly bố nhỏ nè. Con này gắn xịt xịt thuốc khỏi chê luôn. Đó, có trợ lực luôn nha. Đó, chế thì chế hai kim. Con này chưa rửa, nhìn nó dơ vậy mọi người, chưa rửa nha. Con này thì tầm giá 1,4-1,5 triệu. Còn con TL này. TL này Mitsubishi TL23 nè, con này hàng bãi luôn nè. Thì giá con này thì nó tầm cỡ chừng 1,6 triệu. Đó, 1,6 triệu ha. 1,6 triệu hoặc là 1,5 triệu đó. Ngày mai em dọn lên rồi coi rồi mới biết giá được. Rồi có cái cục cục này cục nòng 40 ly nè, Trung Quốc xuất Nhật gì đây nè. Nó hàng bãi. Con này thì ngó sơ qua nó bị xước bít tông nè. Cục này thì bán 200 ngàn nha. Về mọi người mở ra, có lửa nè, có buri chụp giật. Rồi bố côn rồi tum đó, nói chung là có nhiều thứ lắm nha. Cục này 200 này đó. Rồi thì mấy con Trung Quốc xuất Nhật đó, mọi người muốn mua con nào thì liên hệ vào số điện thoại 0344 1710 nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha.